sạt lở nghiêm trọng đe dọa xóa sổ nhiều nhà dân. Khởi tố 15 đối tượng hành hung làm 13 công an bị thương. Phạt 15 triệu đồng chủ nhà hàng không thực hiện quét QR code. Chồng mất vì Covid-19, mẹ nhẵn túi điệu con sơ sinh đi 200 km về quê. Cụ ông 83 tuổi lên Sài Gòn tìm việc, tối ngủ gầm cầu, Mạnh Thường Quân xác minh sự thật khác. Quý vị đang theo dõi tin tức được cập nhật 24 giờ trên kênh Tin tức Việt. Những tin tức nóng nhất sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mưa lớn nhiều ngày đã gây sạt lở nặng tại huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, sạt lở đe dọa xóa sổ nhiều nhà dân. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 2 ngày 28 và 29 tháng 11, tại Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng, đặc biệt tại các huyện miền núi. Riêng huyện miền núi Ba Tơ có lượng mưa đo được đạt từ 200 đến 400mm. Mưa lớn khiến nhiều sông suối xuất hiện lũ lớn, sạt lở đất, đe dọa nhiều nhà dân. Trong ngày 29 tháng 11, nhiều tuyến đường từ trung tâm huyện Ba Tơ đi các xã Ba Sa, Ba Tiêu, Ba Ngạc, Ba Nam bị nước lũ chia cắt. Đặc biệt tại xã Ba Nam xảy ra hàng loạt điểm sạt lở núi. Mưa lớn trong mấy ngày qua khiến cho nhiều khu vực trên địa bàn đã bị sạt lở, đe dọa nhiều nhà dân. Riêng trong ngày 29 tháng 11, có 2 điểm sạt lở rất nặng, đặc biệt là điểm sạt lở tại thôn Xà Râu. Có khoảng 9 điểm sạt lở trên địa bàn xã, trong đó có 2 điểm sạt lở gây nguy hiểm cho người dân. Xã đã di rời hơn 30 nhân khẩu đến nơi an toàn. Hiện tại mưa rất lớn, nguy cơ sạt lở tiếp tục lan rộng. Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tơ cho biết, nước lũ đang lên rất nhanh, gây chia cắt các tuyến đường về 5 xã khu Tây của huyện Ba Tơ. Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các xã triển khai phương án phòng chống thiên tai một cách nghiêm túc nhất, trong đó đặc biệt lưu ý việc di rời các hộ dân vùng bị lũ, sạt lở đất, đe dọa đến nơi an toàn. Mưa lũ vẫn đang phức tạp nên vẫn chưa có thống kê chính thức về tình hình thiệt hại. Tuy nhiên, qua báo cáo sơ bộ ban đầu, chưa có thiệt hại về người và nhà dân. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài khiến cho lũ trên các sông lên nhanh. Tính đến 16 giờ ngày 29 tháng 11, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi đã trên mức báo động 2, riêng sông Vệ và sông Trà Câu trên báo động 3. Mưa lũ làm 600 ngôi nhà bị ngập sâu, hàng chục tuyến đường bị nước lũ, sạt lở đất gây chia cắt. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông sẽ tiếp tục lên và có khả năng sẽ vượt báo động 3, gây ngập trên diện rộng. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú 5 đối tượng liên quan đến vụ gây rối, hành hung làm 13 chiến sĩ công an bị thương. Cụ thể, mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú 5 đối tượng để điều tra về tội chống người thi hành công vụ, được quy định tại Điều 330 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trong quá trình lực lượng thi công công trình đặt cống tạm B3 trên kênh Cây Me, địa bàn ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu để phục vụ thi công một công trình dự án điện gió ở xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Lúc này, nhóm người gồm Ngô Tòng Phi, Trần Tốn, Trương Văn Bó, Lý Oảng, Trần Thị Phương, Ngô Tòng Tuổi, Trần Kỳ, Quách Hon, Lý Quốc Hải, Trương Thị Nhanh, Lý Sài Bó cùng chú tại xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, Ngô Học Trung, Ngô Tòng Lui, Quách Văn Nhỏ, Ngô Ngọc Kiều, chú tại xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, cùng một số người khác ngăn cản, chửi bới, hành hung với mục đích không cho đơn vị tiến hành thi công. Sau đó, lực lượng chức năng gồm nhiều chiến sĩ công an đã có mặt để tuyên truyền và đảm bảo trật tự. Nhóm người này sau đó vẫn tiếp tục có hành động chống đối, quá khích, ngăn cản, không cho lực lượng chức năng qua cầu kênh Cây Me để triển khai phương án bảo vệ khu vực này. Một số đối tượng còn dùng tay và cây đánh liên tiếp vào người cán bộ chiến sĩ công an. Nhiều đối tượng manh động nhặt đá ném công an, dùng ống tuyếp sắt, cây cừ tràm tấn công các chiến sĩ. Nhóm người này còn mang 2 bình ga loại 12kg đặt tại điểm đặt cống, đe dọa sẽ cho nổ và đưa đường dây điện xuống kênh để ngăn cản thi công. Vụ việc gây rối của nhóm người quá khích này đã làm cho 13 cán bộ chiến sĩ công an thị xã Vĩnh Châu bị thương. Trong đó có 2 người bị thương nặng, phải chuyển tuyến trên điều trị. Sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế bắt giữ các đối tượng. Làm việc với cơ quan công an, một số đối tượng cho biết do bức xúc về những yêu cầu đền bù không hợp lý dẫn đến vi phạm pháp luật. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ để xử lý. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Tối qua, ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, quận quyết định xử phạt đối với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Lê Gia Phát, số 18 Phan Bôi, đường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, do không chấp hành quy định về phòng chống dịch COVID-19. Theo quyết định, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà xử phạt 15 triệu đồng đối với LTT, giám đốc công ty Lê Gia Phát.
Cụ thể, lúc 11 giờ ngày 28 tháng 10, nhà hàng Lê Gia 2, lô A5 đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, thuộc công ty Lê Gia Phát, không thực hiện đầy đủ quét mã QR, khai báo y tế đối với người ra vào cơ sở kinh doanh dịch vụ. Trước đó, sau khi phát hiện 2 ca COVID-19 cộng đồng là nhân viên phục vụ của nhà hàng Lê Gia 2 ghi nhận ngày 3 tháng 11, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà rà soát, xem xét công tác phòng chống dịch tại cơ sở này. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Trong lúc tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Nông làm nhiệm vụ tại km 1933 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Quảng Tín, huyện Đắk Đờ Lấp vào tối ngày 28 tháng 11, thì phát hiện một người phụ nữ điệu một đứa trẻ đang đứng bên lề đường giữa trời mưa. Tổ tuần tra dừng lại hỏi thăm thì được biết người phụ nữ tên là Thị Duyên, sinh năm 1994, trú tại xã Đắk Rờ Tính, huyện Tuy Đức. Chị đang trong hành trình chở theo một bé trai hơn một tháng tuổi từ thành phố Hồ Chí Minh về quê, nhưng do trời mưa to, hai mẹ con đều mệt mỏi nên mới dừng lại. Tổ tuần tra đã mời hai mẹ con nghỉ ngơi ở một chốt kiểm soát, dùng chăn sưởi ấm và cho hai mẹ con ăn uống. Qua thăm hỏi, chị Duyên tâm sự mình vốn là công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh, chồng chị mới mất cách đây một tháng vì COVID-19. Chị Duyên buồn bã tâm sự về hoàn cảnh của mình, thất nghiệp vì dịch bệnh, chồng mất, bản thân chị đang nuôi con nhỏ rất khó khăn. Không có tiền bám trụ lại thành phố nên mới quyết định về quê. Vì vậy, sáng ngày 28 tháng 11 năm 2021, chị Duyên điệu cháu bé phía trước bụng và điều khiển xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh về quê ở huyện biên giới Tuy Đức. Khi đến địa phận tỉnh Đắk Nông thì trời đổ mưa nên hai mẹ con bị ướt, bụng đói và kiệt sức do đi một quãng đường xa hơn 200 km. Trong người không còn tiền để ăn uống dọc đường nên mới đứng bần thần ở lề đường như vậy. Tổ tuần tra đã hỗ trợ cho mẹ con chị Duyên số tiền là 1 triệu đồng. Do xúc động trước hoàn cảnh khốn khó của chị và dùng xe ô tô chuyên dụng chở xe máy cùng hai mẹ con đến khai báo y tế tại trạm y tế xã Đắk Rờ Tính, huyện Tuy Đức trước khi đưa về nhà. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Mới đây trên mạng xã hội TikTok, có tài khoản tên là Lily chia sẻ đoạn clip giúp đỡ một cụ ông 83 tuổi, gia cảnh nghèo khó, đã thu về đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng. Cô gái vô tình gặp cụ ông nằm trên một vỉa hè tại Sài Gòn, hành lý đem theo chỉ độc một chiếc ba lô, chân đi dép tổ ong. Khi nghe Ly hỏi thăm, cụ ông đáp nhà ở Phan Rang, vào Sài Gòn để kiếm tiền. Ngày ngày ông ngủ dưới cầu Nguyễn Văn Cử, tắm rửa sẽ vào nhờ chỗ cây xăng. Ông nghẹn ngào, đôi mắt rưng rưng nói giờ có tiền, ông chỉ ước muốn được về quê. Thương cho hoàn cảnh, cô gái tốt bụng đã mời ông tới một quán ăn gần đó và đưa ông đi mua vài bộ quần áo mới. Cụ ông không giấu nổi xúc động, móm mém thưởng thức một bữa ăn ngon lành. Kết thúc clip, cụ ông được test COVID-19 và được đưa lên xe để về quê. Chúng tôi đã liên hệ với Huỳnh Thị Trúc Ly, 31 tuổi, giáo viên, cô gái đã giúp đỡ cụ ông trong clip trên. Chị Ly cho biết, chị gặp ông Quý trong lúc đạp xe qua đường Nguyễn Trãi, quận 5 cách đây vài hôm. Thấy cụ nằm nhìn tội, chị mới vào hỏi thăm và ngỏ ý giúp ông về quê. Tuy nhiên trong quá trình nói chuyện và tiếp xúc, chị Ly thấy cụ Quý có dấu hiệu bị lẫn, lúc nhớ lúc quên, lời kể mỗi lúc một khác. Lúc đó ông bảo ông ngủ dưới gầm cầu, lên đây kiếm tiền rồi muốn về quê. Nhưng hỏi kỹ hơn thì ông bảo, ông không nhớ bất kỳ thông tin gì, lúc bảo có 6 người con, lúc lại một người con. Kể cả nhà dưới quê cũng không nhớ địa chỉ, nên mình cũng không thể bắt xe đưa ông về được. Ông nói thì rất minh mẫn, nhưng càng hỏi thì ông càng kể nhiều thông tin lặp lại trong suốt cuộc nói chuyện. Nhưng may là ngồi nói chuyện sau 3 tiếng, ông mới chìa ra một tờ giấy, ghi số của một phụ xe khách, đưa đón ông lên Sài Gòn, chị Ly cho biết. Từ manh mối từ số điện thoại trên mảnh giấy, cô gái trẻ đã gọi về cho nhà xe và xác nhận cụ Quý quê Bình Thuận mới chỉ lên Sài Gòn vào đúng ngày gặp chị Ly. Hóa ra cụ ông có người cháu trên thành phố, muốn lên gặp cháu xin chút ít tiền, trang trải qua những ngày khó khăn. Vợ ông bị tiểu đường, họ có một người con nhưng cũng có gia đình rồi. Nói chung gia cảnh cũng nghèo lắm, tháng đi nhặt ve chai được 300 ngàn, mà ông cũng không muốn bán nhà nên mới lên Sài Gòn. Nhà xe đưa số vợ ông, mình gọi thì bà nói ông đã từng vào Sài Gòn trước đó rồi, không biết ông làm gì, có thể xin tiền hay gì đó. Thời điểm ấy cụ còn khá minh mẫn, vẫn còn tự đi xe buýt được. Nhưng đợt này ông bị già rồi, bị lẫn rồi, may là phát hiện ra cụ ông kịp thời. Chứ không có thể vài ngày tới, ông phải đi lang thang, ngủ gầm cầu thật. Sau khi xác minh được chính xác hoàn cảnh, địa chỉ nhà cụ Quý, chị Ly lập tức test COVID-19 và bắt xe đưa cụ ông hồi hương. Trước khi đưa cụ ra xe, chị còn đưa ông đi ăn lẩu, mua quần áo mới. Rất nhiều mạnh thường quân sau khi theo dõi câu chuyện của cụ Quý đã kêu gọi quyên góp giúp đỡ ông cụ. Sau 6 tiếng, chị Ly đã nhận được 20 triệu, trao toàn bộ cho vợ chồng ông cụ.
Rất nhiều tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác đang chờ đón quý vị trong các bản tin tiếp theo trên kênh Tin Tức Việt. Quý vị đừng rời kênh vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay.